Xin chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô Cua Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn. Đây là chiếc Mazda 3 sản xuất và nhập khẩu năm 2010. Đây là tổng thể bên ngoài, sơn vỏ của chiếc xe. Sau khi đã giới thiệu tổng thể bên ngoài, sơn vỏ của chiếc xe, thì tiếp đến đây là mình sẽ giới thiệu với quý vị các bạn chi tiết nội thất cũng như trang thiết bị cấu tạo của chiếc xe. Với tổng thể cảm quan bên ngoài thì chiếc xe này được trang bị về hệ thống an toàn, được trang bị 4 phanh ABS. Đây các bạn có thể nhìn thấy phanh ABS của chiếc xe đây ạ. Tất cả đều là la răng đúc nguyên bản của chiếc xe này. Bây giờ mình sẽ đi vào đến đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây là 4 phanh ABS nhé, 4 phanh ABS ạ. Và xi nhan trên gương, đồng thời là nó có một cái xi nhan hông nữa. Vậy là khi mà chiếc xe này bật xi nhan, xin báo rẽ, thì tất cả có 4 chiếc đèn cùng đồng thời nhấp nháy. Đồng thời có 4 chiếc đèn cùng nhấp nháy, đó là một chiếc đèn ở bộ đèn cụm đèn pha phía trước, nằm ở cụm đèn pha phía trước, là cái đèn vàng kia ở cụm đèn pha phía trước. Đồng thời là một đèn ở bên má, một đèn ở trên gương và một đèn xi nhan sau. Bốn chiếc đèn xi nhan này nó có tác dụng và lợi ích gì mà người ta làm đến những bốn đèn xi nhan? Thì bốn cái đèn xi nhan này thì khi mà mình báo chuyển rẽ thì đồng thời nó sẽ nháy ở bốn điểm và nó sẽ cho cái tín hiệu báo rẽ ở đa hướng hơn. Dù các bạn đi ở hướng nào đến thì cũng có thể nhìn thấy được xi nhan báo rẽ. Và đặc biệt là ở góc độ như mình đang quay đây, nếu như các bạn đi đến từ góc độ này, tức là đúng góc độ bẻ lái, đánh bẻ lái với những chiếc xe này, bây giờ người ta lái vào bên trái, người ta báo rẽ vào bên trái, thì như người đi bên hướng của mình đây sẽ nhìn thấy đồng thời ba chiếc đèn liền, đó là một chiếc ở cụm đèn pha, một chiếc ở trên cua lốp và một chiếc ở trên xi nhan trên gương. Như vậy là đồng thời ba cái đèn nhấp nháy, thì thứ nhất nếu có cháy một trong ba cái này thì mọi người vẫn quan sát được. Và đặc biệt nếu như cả ba cái đều hoạt động tốt thì
nó là một cái gây sự chú ý rất lớn đối với người đi ở đúng hướng rẽ. Vì như vậy nó sẽ đưa ra một hiệu quả tốt hơn. Đấy là cái tính năng, một cái tính năng rất đơn giản thôi, cực kỳ đơn giản nhưng mà nó lại đem lại hiệu quả rất là tốt. Đồng thời nữa, xe được trang bị đèn bi xe lông siêu sáng và chống chói. Đèn bi xe lông siêu sáng và chống chói. Đây ạ. Chiếc đèn này nó rất sáng nhưng lại chống chói và cho hiệu quả độ sáng trụm cao. Rất tốt cho người điều khiển phương tiện. Xe được trang bị cả hệ thống đèn gầm, vừa trang trí cho đẹp và nó cũng tăng thêm độ sáng đối với những cái đường xấu và mình đi tốc độ chậm thì mình có thể cần đến cái đèn gầm này. Đường xấu, tốc độ chậm thì mình có thể cần đến. Xe được trang bị động cơ 1.6 số tự động. Một động cơ 1.6 số tự động đem lại hiệu suất di chuyển khá tốt và tiêu thụ nhiên liệu là trên lý thuyết của nó là khoảng độ tầm 7 lít đến 7 lít rưỡi cho 100 km đường hỗn hợp. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình camera lùi, cửa số là cửa số hệ zích zắc. Túi khí, rồi táp lô, táp ly bọc da, rồi cửa sổ nóc. Chiếc xe này thì nó thì như vậy là khá là hiện đại và được trang bị rất nhiều tính năng. Đây ạ, cửa sổ nóc đây ạ. Trần nỉ nguyên bản, táp ly, táp lô bọc da, cửa sổ nóc, số tự động, động cơ 1.6, tiêu thụ nhiên liệu vừa phải, không nhiều không ít mà lại đạt được hệ hiệu suất tốt khi mà vận hành. Các bạn có thể nhìn thấy nội thất, mình sẽ quay nội thất thật kỹ cho các bạn xem ạ. Em lấy cái chìa Mazda đi. Mình quay thật kỹ, thật chi tiết, thật sát cho các bạn xem, quan sát ạ. Táp ly, táp lô, ghế da. Và bây giờ mình cũng kiểm tra luôn là chiếc xe này hiện nay đồng hồ nó chạy bao nhiêu km ạ. Chiếc xe này sản xuất năm 2010 và hiện nay đồng hồ DOD hiển thị 13 vạn. Hiện nay đồng hồ DOD hiển thị 13 vạn. Đây các bạn nhìn thấy đây ạ. 13 vạn. 13 vạn rưỡi là chuẩn chính xác hơn. Chiếc xe này như vậy là đi đúng vừa phải, một năm đi hơn một vạn một chút. Đối xe ô tô người thường thường là người ta đi sử dụng gia đình là một năm đi hơn một vạn một chút là đúng. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Đang được chào bán tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, nằm bên cạnh khách sạn Trường Thành và mặt đường quốc lộ 5, với giá là 395 triệu đồng. 395 triệu đồng cho một chiếc Mazda 3 nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010, động cơ 1.6 số tự động, cửa sổ nóc, xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, màn hình camera lùi, 4 phanh ABS, dàn âm thanh rất là hay, cửa sổ nóc. Xe cam kết không tai nạn, không ngập nước. Tất cả nguyên bản. Từ ghế da cũng nguyên bản các bạn nhé. Cái mặt ghế da này, những cái mặt loại ghế da mà có mặt có lỗ lỗ như thế này thì là tất cả các nhà sản xuất khi người ta làm, người ta đều làm sản xuất ghế da mặt lỗ để cho nó thoáng khí.
Thế thì còn nếu như các bạn thay ghế da khác thì nó sẽ không còn ghế da lỗ này nữa. Vâng ạ. Bây giờ mình sẽ đến quay chi tiết khoang máy cho các bạn. Mazda 3 sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc. Hiện nay đang được chào bán với giá là 395 triệu đồng tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương, nằm bên cạnh khách sạn Trường Thành, mặt đường quốc lộ 5. Hotline 0855 966 966. Đây là tổng thành cái khoang máy của chiếc xe. Đây là khoang máy của chiếc xe. Khoang máy chiếc xe rất là sạch sẽ, bởi vì là xe này là di chuyển ở đường đô thị. Xe này là xe của một chị người Hải Phòng. Xe này là biển số Hải Phòng, và có một chị Hải Phòng, chị đi di chuyển ở trong khu vực nội đô Hải Phòng, cho nên đường xá nó cũng rất là sạch sẽ, nó không có bụi bẩn, đường toàn đường nhựa thôi, cho nên là nó không có bụi bẩn gì cuốn lên đây cả. Xe máy móc các bạn nhìn thấy đây, ở máy móc khô ráo sạch sẽ. Đây mình quay luôn, đây là bộ hộp số của chiếc xe. Chiếc xe sạch sẽ cực kỳ luôn, khô ráo sạch sẽ, không một chút dầu mỡ. Và đặc biệt cái xe này nó lại càng ít bị bẩn, bởi vì các bạn có thể nhìn thấy ở dưới nó có một tấm chắn gầm bằng nhựa đây ạ. Đấy ạ, dưới gầm nó một chấm tấm, có tấm chắn gầm, cho nên là bụi bẩn nó không thể cuốn lên theo được như những cái dòng xe mà không có tấm chắn gầm như thế này. Đây các bạn nhìn thấy tấm chắn gầm bằng nhựa, có các cái múi gân nổi đấy để tăng cái độ cứng đấy. Đấy là cái tấm chắn gầm, nó chắn toàn bộ phía dưới gầm dưới, cho nên là bụi nó chỉ có một lỗ, chừa một lỗ nhỏ thôi. Đấy cái lỗ ở kia, còn đâu là có tấm chắn gầm, cho nên là bụi nó không cuốn lên được. Máy móc rất là sạch sẽ. Đây ạ, các bạn có thể nhìn ở đây xe rất sạch sẽ, máy nổ êm, bốc số nhẹ, chuyển đều. Đấy là đặc điểm của chiếc xe này, các bạn có thể nhìn thấy khoang máy xe cực đẹp luôn. Mình đánh giá là chiếc xe này là máy quá ổn luôn. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương với giá là 395 triệu đồng cho một chiếc Mazda 3 nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010. Xe được trang bị động cơ 1.6 số tự động. Về đây còn hệ thống camera lùi. Hệ thống camera lùi đây ạ. Mình tắt cái điều hòa đi các bạn. Ok. Màn hình theo xe. Đầu đĩa CD, DVD. Các bạn có thể xem xe trực tiếp đây, mình cài số lùi này. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương với giá là 395 triệu đồng thôi. Chỉ cần 395 triệu đồng. Xem xe thương lượng trực tiếp tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương các bạn nhé. Vâng. Vậy là mình đã giới thiệu qua với quý vị và các bạn qua thôi, chưa hết các tính năng đâu, chưa hết các đặc điểm đâu. Mình giới thiệu qua chiếc Mazda 3 nhập khẩu nguyên chiếc năm 2010. Động cơ 1.6 số tự động, cửa sổ nóc, vô lăng tích hợp bàn phím, gương kính chỉnh điện cục điện, màn hình camera lùi, túi khí phanh ABS đầy đủ. Hiện nay đang được chào bán tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương với giá 395 triệu đồng. Hoan nghênh quý vị về xem xe trực tiếp, kiểm tra xe, test xe trực tiếp tại Dũng Audi ô tô cũ Hải Dương, địa chỉ số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Xe cam kết không tai nạn, không ngập nước.
keo chỉ zin 100%. Đối với phương châm làm việc của Dung Audi Otoco Hải Dương, đó là pháp lý đảm bảo, chất lượng hàng đầu, giá cả cạnh tranh và uy tín tạo nên thành công. Quý vị tuyệt đối yên tâm khi mua hàng, mua xe lựa chọn tại Dung Audi Otoco Hải Dương. Quý vị có thể gửi chọn niềm tin cho chúng tôi. Hotline 0855 966 966. Quý vị hãy đăng ký kênh của Dung Audi Ô tô Cố Hải Dương bằng cách bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ, nó sẽ hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để luôn luôn cập nhật những cái thông tin mới nhất về những chiếc xe nhà mình vừa về đang chào bán, để quý vị nắm được thông tin giá cả thị trường cũng như là thông số kỹ thuật và các cái trang thiết bị của từng đời xe, từng dòng xe, từng loại xe. Xin chào quý vị. Chúc quý vị những gì thành công nhất. Hẹn quý vị vào những cái video clip tiếp theo ạ.